Hello mọi người, mình là Ngọc. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Mình sẽ chia sẻ video skincare routine của mình. Điều đầu tiên khi buổi sáng thức dậy là mình sẽ rửa mặt bằng sản phẩm Moisturizing Cleanser của Native Pond. Bước tiếp theo sau khi đã rửa mặt sạch sẽ thì mình sẽ sử dụng sản phẩm Whitening Hydrating Cream của Native Pond. Sản phẩm này vừa giúp làm dưỡng ẩm da và làm trắng da một cách tự nhiên. Và bước cuối cùng và cũng là một bước không thể thiếu, đó là sun cream của Native Pond. Như các bạn đã biết, thời tiết ở Việt Nam rất là nắng, và kể cả là mùa đông thì vẫn còn nắng và có nhiều tia độc hại, tia UV. Thì trước khi ra ngoài mình sẽ bôi một lớp kem chống nắng để bảo vệ làn da và các lớp skin care, và bôi kem chống nắng trước khi trang điểm. Đặc biệt của sun cream của Native Pond là nó cũng đóng vai trò như là một lớp che khuyết điểm bằng cách nâng tông da của mình ngay sau khi sử dụng. Rất là nhẹ và mát, thoáng. Native Pond là viện điều trị da hàng đầu châu Á với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ không phẫu thuật và 150 phòng khám trên khắp châu Á. Native Pond là phòng khám da, không phải spa, salon, thẩm mỹ viện, viện thẩm mỹ hay bệnh viện da liễu. Lại là mình đây. Mình vừa trở về sau một buổi party tung rời cùng với lũ bạn. Và bây giờ chỉ muốn lên giường đi ngủ thật nhanh vì rất là mệt. Đấy cũng là lý do vì sao mình rất thích sản phẩm Moisturizing Cleanser của Native Pond, vì nó vừa làm sạch dưỡng ẩm, vừa làm sạch dưỡng ẩm cho da, mà vừa có thể tẩy lớp trang điểm rất là dễ dàng. Chỉ sau vài giây là mình đã có làn da căng bóng và sạch sẽ. Bước tiếp theo trước khi đi ngủ là mình sẽ apply kem dưỡng ẩm trắng da với tinh chất làm trắng da hoàn toàn từ tự nhiên, không gây độc hại cho da, rất là thơm và mát, làm trắng da một cách tự nhiên. Vậy là mình đã kết thúc skincare routine của mình. Mong là các bạn sẽ thích và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye, good night.